Okay, cắt cổ Hiếu. Mình không cần nói nhiều. Battle bây giờ. Em rủ em rủ cháo gà. Em cháo gà không anh? Ăn đồ gà. Đấy, ăn đậu gà không anh? Bạn thề bây giờ đã đến lúc rồi. Anh em ta vào công trường. Ủa? Gì vậy? Gì vậy? Ủa gì vậy? Đây chính là nhảy đường phố, vì bản thân mà nhảy không cần quét, không cần cả khu hay. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc dứt lên, tỏa sáng cả đi khoe ác lô. Cho bản thân mình thì ấy, bây giờ mình thua thì không sao, nhưng mà mình đang chiến đấu cho các bạn, thì các bạn ấy đang mong chờ là mình giành được khăn cho mọi người, thì thật sự mình cũng muốn mà kiểu căng kinh khủng cho mọi người ấy. Mà bên Hiếu fire on fire, chúng mình gonna kill it, chiến với mình nhé, vai cái cổ lực trong kia. Yeah!
Đúng rồi.